Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Food Review Ăn Cả Sydney của kênh YouTube VDS New South Wales. Và ngày hôm nay sẽ là một tập rất đặc biệt của Food Review, đó chính là chúng ta sẽ thử thách ăn thử Vegemite, một đặc sản của Úc. Tại sao gọi là thử thách là tại vì nghe đồn cái này nó khó ăn kinh khủng luôn. Nên là nó ghê lắm. Nhưng mà ngoài ra thì nó có khá là nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, cho nên chúng ta sẽ ăn thử. Đầu tiên thì mình sẽ mời tất cả các bạn trong bốt của VDS New South Wales để ăn thử cái này. Là bớt bớt mấy đứa. Đặc biệt á là cái này nghe đồn rất khó ăn, cho nên thử thách ngày hôm nay dành cho tất cả các bạn trong bo của VDS đó chính là ăn thử cái này. Ủa ngoài nói gì vậy? Tụi nó dễ quá, diễn dở. Diễn dở vậy. Đây là một cái hũ Vegemite mới mua trong Woolworths. Chứng minh cho mọi người thấy luôn. Thơm. Và người đầu tiên sẽ ăn thử cái này chính là Thảo My. À, mẹ ăn mì dưa đi con. Cái đầu lưỡi hình nó bị tê rồi. Cắt được rồi. Em ăn hết. Sao lần này em thấy nó ngon ta? Lần đầu tiên mình ăn cái này. Lần đầu tiên. Đồ thối lắm đâu. Sao nè? Sao nè? Giống như một cục nước tương. Không có gớm lắm nhưng mà ngon mặn kỳ không, cái cảm giác mà khi mà cho vào miệng á nó hơi gớm chút xíu, nhưng mà lúc mà ăn xong thì thấy nó ngon mà. Ngon đúng không chị? Thật sự là nó không có ngon nhưng mà chị vẫn có thể chịu được, nhưng mà cái mùi nó thật là rất là giống tương, mùi nước tương. Xí, mùi ai bị ói nữa mày. Nó dị quá, không có từ nào diễn tả được cái sự dị này. Đến với phần 2 của review này thì cái đội ngũ ekip của tôi nghĩ ra cái trò chơi biến thái, đó chính là chuẩn bị 3 món ăn mà nguyên liệu chính phải là Vegemite, thì phải dùng hết cái đống nguyên liệu này thì nó rất là Việt Nam. À không, đầu tiên là sandwich bánh tráng, không biết cái gì cho bánh tráng. Chén thịt như bánh tráng nướng á. À, muối tôm. Mì gói. Bơ. Cà chua. Và cuối cùng là trứng gà. Nói chung là phải làm ra 3 món ăn mà làm sao ăn cuối cùng là ăn cảm thấy cái Vegemite là ngon nhất. Và bây giờ nguyên cái bố của tụi tôi sẽ thể hiện sự sáng tạo. Các em nên cân nhắc.
tại vì chúng ta sẽ cùng nhau ăn những cái này á, cho nên mình rất em phải cuối tuần. Later. Đầu tiên mình sẽ thử món bánh chén nướng Vegemite với trứng do đầu bếp Huyền My cùng với hỗ trợ bếp. Mọi người ăn xong rồi sẽ hỏi đánh giá mọi người. Ngon. Ok, em sẽ là người thử cái phần này. Đây là bánh mì nhiều nhất. Không ăn. Không ăn cái này. Cái gà em nghĩ là ngon, mà người ta đừng có chén vô bông. Chàng nào recommend chén vô bông. Cuối cùng sẽ là món mì xào trứng với lại Vegemite được thực hiện bởi đầu bếp Xuân Tâm. Vì Vegemite nó sẽ bị ít lại, không còn ngửi ra cái mùi đó nữa. Thì nói chung là mình recommend là ai thích thử thì mua về ăn thử nha. Mua 3 đồng thôi nha. Mua hũ nhỏ mình ăn được hay mua hũ bự á. Không thì mấy bạn ơi liên hệ VDS cho bạn thử này cũng được. Thì nhiều này cũng được, mình nhường lại á. Này để bạn thấy hôi quá, giả sử. Tập của chúng ta kết thúc rồi, mọi người cảm thấy vui không? Vui.